Thưa quý vị, tháng 4 đã trôi qua với 2/3 thời gian với nhiều ngày nắng nóng kỷ lục. Bên cạnh thời tiết nóng bức thì điều mà người dân quan tâm lúc này đó chính là hóa đơn tiền điện của tháng 4 sẽ ra sao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hóa đơn tiền điện tháng này sẽ gia tăng. Trong nửa đầu tháng 4, song song với những ngày nắng nóng vượt lịch sử, tiêu thụ điện tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục lập đỉnh và duy trì cho đến tận hôm nay. Đến cuối tháng 4, những cơn mưa chuyển mùa cũng bắt đầu xuất hiện rải rác ở một vài nơi. Điều này đồng nghĩa với cường độ nắng nóng tại khu vực phía Nam có thể giảm. Tuy vậy, dự báo sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày tới của tháng 4, thậm chí sang tháng 5 sẽ tiếp tục tăng thêm từ 30 đến 40%. Tổng sản lượng tiêu thụ cực đại toàn thành phố dự báo có thể đạt từ 99 đến 100 triệu kW mỗi ngày, công suất cực đại đạt gần 4.900 MW. Sản lượng điện sinh hoạt tăng khiến số hộ phải đóng tiền điện theo bậc 6 tiếp tục tăng. Dự báo của Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 3 là nhóm khách hàng sinh hoạt hộ gia đình tăng gần 15%, tỷ lệ khách hàng sử dụng từ thang giá điện bậc 6 tăng cao hơn 30%, trước đó chỉ khoảng 20%. Đặc biệt, sản lượng điện sản xuất cũng tăng mạnh, nghĩa là hóa đơn tiền điện của doanh nghiệp dự kiến trong tháng này cũng tăng mạnh. Những ngày qua, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức cao, có ngày nhiệt độ vượt lên từ 39 đến 41 độ C. Nắng nóng gay gắt dẫn đến tình trạng tiêu thụ điện tăng cao, quá tải cục bộ và thậm chí nhiều nơi bị mất điện. Đây cũng là thời điểm mà công nhân ngành điện vất vả nhất, luôn trong trạng thái sẵn sàng, thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi và bảo trì hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa nắng nóng gay gắt này. Từ sau Tết đến nay, khối lượng công việc của những công nhân ngành điện này tăng gấp đôi so với trước đó. Làm việc giữa trưa nắng, những thợ điện này không chỉ đối mặt với cái nóng của thời tiết mà còn phải hứng chịu sức nóng tỏa ra từ các thiết bị trên cột điện, trạm biến áp hay hơi nóng từ những mặt đường bê tông. Nhiệt độ lúc này có thể lên đến 51 đến 52 độ C. Quan trọng nhất là anh em luôn tập trung cái tinh thần cao, cao độ, làm việc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng về cả về sức khỏe, cả về tinh thần thể chất. Và công tác thì cũng sẽ được luân phiên nhau, mỗi người sẽ làm trong vòng khoảng một thời gian nhất định để đảm bảo cái sức khỏe cho anh em. Tại công ty điện lực Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu mùa nắng nóng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục, xử lý các khiếm khuyết trên lưới để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, giảm thiểu tối đa sự cố. Bất kể nắng nóng đỉnh điểm, công nhân phải tăng cường trực chiến 24/24 để xử lý các sự cố ngay khi có tin báo của người dân nhằm đảm bảo khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất. Trong cái tình hình nắng nóng của năm nay thì anh em công nhân tập trung cao độ để sẵn sàng phục vụ cho lưới điện được hạn chế những cái mất điện cũng như là những cái bức xúc của người dân, tăng cường 24/24 để sửa chữa lưới điện. Chia sẻ đồng hành cùng người lao động trong mùa nắng nóng này, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ công đoàn cơ sở đã tổ chức các đoàn xuống hiện trường động viên, tặng quà người lao động trực tiếp làm việc trên lưới điện. Bên cạnh đó, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động chăm sóc người lao động như đề nghị các đơn vị dịch chuyển thời gian làm việc, chủ động trang bị mắt kính, khăn trùm mặt, nước uống và suất ăn tại hiện trường. Bình thường thì vẫn có nước uống đầy đủ nhưng mà tăng cường thêm nước bù khoáng, viên sủi, xê sủi cũng như là các cái hình thức như bánh ngọt. Tại vì khi mà anh em mà làm có nhiều khi bị hạ đường huyết thì mình mới có cái tăng cường nhanh cho anh em. Rồi đồng thời là thêm cái những cái thùng nước đá tụi tôi cũng mới vừa trang bị tức thì. Rồi khăn lạnh, rồi một số cái. Và đặc biệt là trong cái thời điểm đầu tháng này thì trước khi mà anh em đi làm là chúng tôi đều triển khai kiểm tra huyết áp hết để đảm bảo sức khỏe cho anh em. Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, do thời tiết nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố trong tháng 4 liên tiếp tăng cao và đã vượt đỉnh năm 2023. Ngành điện kêu gọi mọi người, mọi nhà cùng chung tay sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả tại gia đình để đảm bảo nguồn cung cấp điện, hạn chế tăng chi phí sử dụng điện hàng tháng.
Hơn 9 giờ sáng nay 22 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy phiên đấu thầu vàng được tổ chức lần đầu tiên sau 11 năm. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước thông báo chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường đến gần 15 ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng. Dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào 10 giờ sáng nay, 22 tháng 4. Tuy nhiên, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu này. Chủ trương đấu thầu bán vàng miếng nhằm tăng cung ra thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Được biết, tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu dự kiến sáng nay, 22 tháng 4 là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng một lô. Trước đó, vào năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng. Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Cụ thể, qua giới thiệu của bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, người phụ nữ này đã nạp tiền vào hệ thống Aseodon và thắng 226.000 đô la Mỹ. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do nộp tiền xác thực, nâng cấp tài khoản VIP, tiền rủi ro an toàn. Tổng cộng người này đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt mất hơn 2 tỷ đồng. Theo công an, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là giới thiệu dự án với lãi suất cao. Thời gian đầu khi tham gia đầu tư tiền ảo, người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó chúng sẽ tư vấn để con mồi nạp tiền nhiều hơn, rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế. Tối qua 21 tháng 4 tại bãi biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề Hà Tĩnh Thanh Âm Ngày Nắng Mới. Lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh đến với du khách gần xa, kêu gọi thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây cũng là hoạt động cụ thể thiết yếu, khẳng định quyết tâm, nỗ lực đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. Với bờ biển dài 137 km, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Kỳ Xuân. Năm 2023, tổng lượt khách tham quan tại các khu điểm du lịch trên toàn tỉnh đạt 3,36 triệu lượt, vượt 34% so với kế hoạch đặt ra ban đầu. Với kết quả khả quan này, Hà Tĩnh đặt ra nhiều kỳ vọng thành công trong năm 2024 với mục tiêu 4 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 1,3 triệu lượt, khách quốc tế đạt 20.000 lượt. Bóng Cái, tỉnh Quảng Ninh là thành phố có vị trí chiến lược trong khu vực hai hành lang, một vành đai kinh tế, trung tâm kinh tế động lực của vùng kinh tế biển Bắc Bộ. Để tạo thêm sức hút, địa phương này vừa tổ chức chương trình Biển Đảo, nơi địa đầu Đông Bắc với một chuỗi các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao sôi động. Chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh du lịch biển đảo đến gần hơn với người dân và du khách, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Điểm nhấn trong chương trình khám phá biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc là giải chạy bộ với sự tham gia của gần 400 vận động viên và hành trình đạp xe khám phá với cung đường xuyên đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Móng Cái và hai xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt ở giải chạy bộ và hành trình đạp xe này thu hút đa dạng các lứa tuổi, trong đó vận động viên nhỏ tuổi nhất 9 tuổi và lớn tuổi nhất 84 tuổi đã hoàn thành hành trình ở cung đường mới có nhiều đoạn lên xuống dốc. Cung đường hôm nay thì có cái thuận lợi duy nhất là nó mưa cho nên nó mát. Nhưng mà nó có khó khăn là nó cũng khi chạy thì nó cũng mệt vì leo dốc. Nhưng mà rồi cũng vượt được qua bởi vì có rất nhiều các cháu động viên bên cạnh. Các cháu trẻ nó bên cạnh nó động viên rất nhiều. Nó bảo nó học tập cụ như kỳ tình là nó động viên cụ nhiều hơn. Cụ rất là lấy làm hạnh phúc và rất là vui vẻ.
tôi thực sự là rất vui và may mắn được đồng hành cùng với cụ Nguyễn Thị Việt Dung. Cụ lan tỏa một cái tấm gương sống khỏe, sống đẹp, sống vui thật là tuyệt vời. Dọc đường chạy thì người dân quanh đảo, ôi chúc mừng cụ chạy cố lên nha, cụ cố lên, mà cụ rất là vui vẻ. Đáp lại bà con là cảm ơn, xong mình cũng hào hứng, rất là cảm ơn cụ rất nhiều. Con có tinh thần để học tập cụ, chạy theo cụ và đi hết quãng đường. Thật là vui. Thời tiết thì mưa nhưng mà cụ càng dũng cảm chạy qua mưa, qua bão. Con nhìn thấy cụ mà đúng là một tấm gương sáng để chúng con học tập ạ. Tôi chạy ở Vĩnh Thực là tôi thấy sảng khoái này. Kiểu như là trong lành, khí hậu trong lành, hoang sơ. Và khi có những cái cung đường lên xuống nhịp nhàng ấy, thì mình cảm thấy sức khỏe mình cũng điều hòa theo như thế thì thấy rất tốt. Bên cạnh đó, người dân, du khách có thể tham gia hoạt động trải nghiệm ẩm thực, tham quan các gian hàng hải sản, tham gia hoạt động một ngày làm ngư dân, trò chơi team building, chương trình nghệ thuật đặc biệt tự hào biển đảo quê hương. Cái hoạt động hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi là có sự tham gia hưởng ứng của rất là nhiều các câu lạc bộ, các đoàn vận động viên trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là một cái thể hiện một cái tinh thần tình yêu biển đảo nói riêng và tình cảm với thành phố Móng Cái. Chúng tôi đánh giá đây là một giải rất là thành công. Có thể nói là đến nay là giải cũng cơ bản kết thúc, mọi người là ban tổ chức là thực hiện các cái hoạt động đảm bảo an toàn, mọi người khỏe mạnh, trao giải tại một cái địa cảnh điểm có thể nói là có cái tính chất rất là hình ảnh của Móng Cái, một hình ảnh biển đảo, nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Năm 2024, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố Móng Cái đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thu hút, kích cầu, tạo ra nhiều sản phẩm mới, khẳng định thương hiệu du lịch Móng Cái. Tại hai xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thì có rất nhiều cái tiềm năng thế mạnh về du lịch biển đảo, nhất là những cái sản phẩm du lịch liên quan đến những cái ẩm thực được khai thác đánh bắt từ vùng biển của trên đảo. Thế và được người dân trực tiếp chế biến thế và sản xuất, tạo nên một cái hương vị rất là riêng có. Chính vì vậy cho nên là thành phố cũng rất là quan tâm làm tốt công tác quy hoạch để tạo cái điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến thành phố để đầu tư cái kết nối các cái tuyến giao thông thuận tiện nhất từ đất liền ra đảo. Du lịch Móng Cái được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn phát triển theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Và biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc đã và đang mang đến nhiều trải nghiệm lý thú cho du khách và người dân trên hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của vùng biển quê hương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng đầu cả nước về tiêu chí là địa phương được nhiều người yêu thích và lựa chọn làm nơi sinh sống. Đó là kết quả từ báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Hoa Kỳ năm 2023 do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện. Vậy nguyên nhân nào khiến nhiều người muốn chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh như vậy? Đây sẽ là nội dung sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.